Xin chào tất cả mọi người. Chính chủ nhà hôm nay xin chào bán căn nhà xây 4 tầng tại tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà có tổng diện tích là 30m, có hướng chính là hướng Tây Nam. Đã hoàn thiện xong 100%. Mọi người có thể đến xem nhà. Và nếu như ai có nhu cầu thì có thể là chuyển đồ về ở luôn cũng được. Đấy, thì trước mắt là tôi giới thiệu cho mọi người về phía mặt tiền của ngôi nhà. Là toàn bộ mặt tiền là được ốp lát bằng gạch đá granite cao cấp. Cửa là có hai cửa, là cửa xếp bằng inox và cửa nhôm kính hệ Việt Pháp. Mặt ngõ ở trước nhà là rộng 2,5m và cách đường chính, đường hai ô tô tránh nhau là 20m. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía trong căn nhà để cho mọi người cùng xem. Như ở trên màn hình đây là tôi đang ở dưới tầng 1. Thì toàn bộ hệ thống sơn tường, giấy dán trang trí, tủ bếp, nhà vệ sinh, ô cầu thang và vách dựng là đã xong hết 100%. Toàn bộ hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao, đèn LED tiết kiệm điện, đảm bảo đủ ánh sáng cho ngôi nhà chúng ta và tiết kiệm điện, tiết kiệm không gian. Đây là vách giấy dán, rất là đẹp. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Gỗ lim Nam Phi, hệ thống bản lề cao cấp. Thiết bị trong bếp là sử dụng là vòi nóng lạnh nhập khẩu Hàn Quốc và chậu rửa nhập khẩu Hàn Quốc luôn. Ở dưới tầng 1 chúng ta thì có một nhà vệ sinh phụ. Đấy, thì sẽ sử dụng toàn bộ thiết bị vệ sinh là của Inac. Trong tầng 1 là sẽ có bồn cầu và máy bơm nước tổng cho toàn bộ gia đình. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng bằng gỗ lim Nam Phi. Đây, sau đây tôi sẽ giới thiệu ở trên tầng 2 cho mọi người được thấy. Tầng 2 là được thiết kế là có một phòng ngủ chính. Có diện tích rộng là 18m. Có cửa sổ hướng ra ngoài, rất là thoáng. Và một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh sử dụng là gạch ốp lát là 30-60, cao cấp thiết bị vệ sinh Inac. Sen vòi, chậu rửa, gương đèn, tất cả mọi thứ đều đã hoàn thiện đầy đủ. Tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu cho mọi người ở trên tầng 3. Thì thiết kế của tầng 2 và tầng 3 là tương tự như nhau. Đấy. Mỗi một tầng là chúng ta sẽ có một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Tất cả phòng ngủ là đều có cửa sổ hướng ra ngoài, đảm bảo đủ ánh sáng, đủ không khí. Đây, thiết bị vệ sinh của tầng 3. Đấy, gạch ốp lát là sử dụng gạch ốp lát 30-60 nhé. Tiếp theo là ở trên tầng 4. Thiết kế tầng 4 thì là sẽ có một phòng thờ, một sân phơi và đây là ô thoáng. Đây là ô sân phơi đây, chúng ta có thể lắp đặt máy giặt và để phơi đồ, phơi quần áo. Đây là phòng thờ. Gạch lát nền là sử dụng gạch vân gỗ, đảm bảo tính phong thủy, ấm áp của ngôi nhà. Thế chúng ta có thể đứng ở trên đây và nhìn xuống. Đây, toàn bộ là 4 tầng của ngôi nhà. Cầu thang được thiết kế rất là rộng. Căn nhà này đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.150.000.000. Mọi người có nhu cầu tham quan nhà hoặc là cần tư vấn thêm thì có thể liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Toàn bộ nhà đã hoàn thiện xong 100%.
Và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho vay vốn ngân hàng tối đa 80% giá trị của ngôi nhà. Mọi người có thể dọn đồ về ở ngay. Ngoài căn nhà này ra thì chúng tôi còn có rất là nhiều tài bất động sản khác. Đầy đủ các hướng, đầy đủ các mức tiền cho anh chị em có thể tham khảo. 1 tỷ 1, 1 tỷ 2, 1 tỷ 3, 1 tỷ rưỡi đến trên 50 tỷ. Đấy. Mọi người nhớ ấn like kênh và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video khác. Xin cảm ơn tất cả mọi người.